Manchester United đã có chiến thắng đậm đà với tỷ số 3-0 trước Serif Tiraspol vào rạng sáng nay, qua đó chính thức giành tấm vé vượt qua vòng bảng của Europa League. Tuy nhiên, người không vui nhất trong chiến thắng này của Quỷ Đỏ có lẽ là tiền đạo Antony. Tân binh đắt giá của Manchester United đã có một hiệp 1 thi đấu vô cùng thất vọng. Anh chỉ có vỏn vẹn một lần tạo cơ hội cho đồng đội, một cú sút không qua người thành công lần nào và để mất bóng 9 lần. Tình huống đáng chú ý nhất của ngôi sao người Brazil trong hiệp đấu này là một pha biểu diễn kỹ thuật quen thuộc khi anh xoay Compa tại chỗ với bóng trong chân ở phút thứ 37. Dù vậy, pha bóng này chỉ dừng ở mức biểu diễn, ngoài ra nó không hề có tác dụng gì khác. Hậu vệ đối phương thì chẳng buồn áp sát, còn Antony sau khi xoay một hồi chỉ để tung ra đường chuyền thiếu chính xác đưa bóng đi hết đường bên ngang. Ngay sau tình huống đó, các máy quay đã bắt được hình ảnh rất đắt giá, đó là phản ứng của huấn luyện viên Erik ten Hag từ băng ghế huấn luyện. Sự ngán ngẩm là điều có thể thấy rõ trên gương mặt của nhà cầm quân người Hà Lan. Các khán giả có thể cảm thấy thích thú với những gì họ được chứng kiến, nhưng ten Hag thì rõ ràng là không hề hài lòng trước pha xử lý của cậu học trò cưng. Đây cũng chính là dấu ấn cuối cùng của Antony ở trên sân, bởi anh đã bị thay ra ngay từ giờ nghỉ giữa hai hiệp. Những pha xoay Compa tại chỗ như vậy là màn biểu diễn mang tính thương hiệu của Antony, nhưng phải chăng đã đến lúc để anh hiểu ra ranh giới giữa tính giải trí và sự hiệu quả? Khi chứng kiến pha bóng này của Antony, huyền thoại Postecoglou nhận xét: "Tôi nghĩ rằng phải có gì đó hay ho hơn khi cậu ta làm vậy chứ. Tôi không hiểu pha xử lý đó có mục đích gì." Đây không phải là lần đầu tiên mà Sko tỏ rõ sự không hài lòng với Antony. Mới chỉ cách đây đúng 2 tuần, huyền thoại người Anh cũng đã nhận xét thế này sau một trận đấu của Man United. Antony không chịu di chuyển ra sau lưng hàng thủ của đối phương. Cậu ấy luôn đi bóng cắt vào trong hoặc là truyền về cho hậu vệ, hoặc là tung ra cú sút. Cậu ấy cần phải cải thiện nhiều hơn nữa. Chúng ta đều biết rằng đây mới chỉ là những ngày đầu của cậu ấy ở đây. Sau trận đấu với Serif, huấn luyện viên Erik ten Hag giải thích rằng quyết định thay người của ông là điều đã phần nào được tính toán trước, bởi ông muốn thấy Cristiano Ronaldo và Marco Rashford thi đấu bên cạnh nhau. Dù vậy, khi được hỏi về tình huống biểu diễn kỹ thuật của Antony, nhà cầm quân 52 tuổi cũng thẳng thắn chia sẻ: "Tôi không có vấn đề gì với việc đó, miễn là nó có hiệu quả. Tôi yêu cầu nhiều hơn từ cậu ấy, tôi muốn thấy nhiều hơn những pha di chuyển ra sau lưng hàng thủ đối phương, nhiều hơn những tình huống đi bóng và nhiều hơn sự kiểm soát. Biểu diễn kỹ thuật thì cũng hay đấy, nhưng chỉ khi nó có hiệu quả và bạn không để mất bóng. Nếu như đó là một pha xử lý vô nghĩa, tôi sẽ phải chấn chỉnh lại cậu ấy." Kể từ khi nắm quyền tại Man United, Erik ten Hag đã cho thấy mình là một người cứng rắn và không hề có sự khoan nhượng trong cách ông làm việc với các cầu thủ. Antony đã nhận được một thông điệp hết sức rõ ràng từ người thầy của mình: anh cần phải cải thiện bản thân và tiết chế những pha biểu diễn vô nghĩa. Khi một cầu thủ bị cả huấn luyện viên trưởng lẫn huyền thoại của câu lạc bộ phàn nàn, đó là dấu hiệu cho thấy anh ta đang gặp rắc rối lớn. Cả Erik ten Hag và Sko đều cho rằng Antony quá sa đà vào những pha xử lý cá nhân mà quên mất vai trò của mình, trong đó có việc tạo ra thời cơ cho bản thân bằng cách thực hiện những pha chạy chỗ ra sau lưng hàng thủ của đối phương. Đúng là kể từ đầu mùa giải, ngôi sao mang áo số 21 không thường xuyên thực hiện động tác này, nhưng có vẻ như anh đã tiếp thu ý kiến từ Sko ở trận đấu với Everton tại vòng đấu thứ 9 của Premier League. Antony tỏ ra có ý thức hơn trong việc tấn công những khoảng trống nơi hàng thủ của đối phương, và chính từ một tình huống như vậy đã giúp anh có được bàn thắng thứ 3 của mình trong màu áo của Manchester United. Sko có lý khi gọi Antony là một cầu thủ một màu, bởi khi chứng kiến cầu thủ này thi đấu, chúng ta có thể thấy tổ hợp xử lý quen thuộc nhất của anh này, đó là biểu diễn kỹ thuật ở sát đường biên dọc, trước khi truyền ngược trở lại hoặc đi bóng vào trong để tung ra cú dứt điểm bằng chân trái. Thống kê cho thấy Antony là cầu thủ tung ra những cú dứt điểm xa khung thành nhất tại Premier League mùa này, khi khoảng cách trung bình những cú sút của anh tới khung thành lên tới 22m. Đúng là Antony đã ghi bàn từ một pha sút xa tuyệt đẹp trước Man City, nhưng nếu là một huấn luyện viên, bạn sẽ mong muốn cầu thủ của mình sút bóng từ gần hay xa cầu môn? Câu hỏi này có lẽ không khó để đưa ra câu trả lời. Bàn thắng của anh trong trận đấu với Everton cho thấy chỉ cần lắng nghe một chút lời chỉ dạy từ những người đi trước. Antony đã có cho mình cơ hội lập công từ một tình huống dễ dàng và gần với khung thành hơn rất nhiều. Đó là điều mà huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ muốn cậu trò của mình duy trì. Sau trận đấu này, ông phát biểu: "Trong những tuần đầu tiên, cậu ấy đã ghi được vài bàn thắng. Cậu ấy đã chơi tốt, nhưng tôi cũng thấy rằng còn nhiều điều để có thể cải thiện trong cách chơi của cậu ấy. Điều khiến tôi cảm thấy hài lòng với bàn thắng mà cậu ấy vừa ghi được, đó là nó đến từ một tình huống di chuyển ra sau lưng hàng thủ của đối phương. Cậu ấy cần làm điều đó nhiều hơn, cần phải sử dụng tốc độ của mình nhiều hơn. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi đi bóng, nhưng cần nhiều hơn sự đa dạng trong các quyết định xử lý. Một trong những nguyên nhân gây ra sự bột màu của Antony, đó là việc anh quá phụ thuộc vào cái chân trái của mình. Gần như trong mọi pha bóng, cầu thủ người Brazil đều dựa vào chân trái để đưa ra những pha xử lý quyết định. Điều đó thể hiện rõ trên các con số thống kê.
Trong tổng số 36 bàn thắng mà anh ghi được trong màu áo câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia thì có đến 34 bàn được Anthony ghi bằng chân trái. Ngoài ra trong số 22 pha kiến tạo mà anh có được trong màu áo Ajax thì cũng chỉ có duy nhất một lần được thực hiện bằng chân phải mà thôi. Nếu như bạn không phải Aaron Robben thì việc quá phụ thuộc vào chân thuận là một điểm yếu đối với một cầu thủ chạy cánh, bởi khi đó anh ta sẽ dễ bị bắt bài hơn rất nhiều. Với trường hợp của Anthony, hầu như các hậu vệ đều biết rằng khi nhận bóng, có khả năng rất cao cầu thủ này sẽ đi bóng cắt vào bên trong để dứt điểm bằng chân trái. Huấn luyện viên Erik ten Hag cũng từng nhận xét như sau: Anthony cần phải làm chủ được cả hai chân. Đó là điểm mà cậu ấy cần phải cải thiện và chúng tôi đã cùng nhau làm việc về vấn đề đó từ khi ở Amsterdam. Cậu ấy có thể tạt bóng bằng chân phải và tôi muốn điều đó diễn ra nhiều hơn. Cậu ấy là một cầu thủ trẻ mà chúng tôi có thể phát triển nhiều hơn nữa. Nhưng trước hết thì cậu ấy cần phải tự cải thiện bản thân. Nhiều ý kiến cho rằng Anthony đang có một giai đoạn khởi đầu tuyệt vời kể từ khi chuyển tới Manchester United từ Ajax Amsterdam với giá 100 triệu euro, bởi anh đã có được 3 bàn thắng chỉ sau 6 trận đấu đầu tiên tại Premier League. Nhưng có thực sự là ngôi sao người Brazil đang chơi tốt như kỳ vọng hay không? Điều đó thì phải hỏi chính huấn luyện viên trưởng, người đang làm việc hàng ngày với Anthony. Trong video này, tôi đã có 3 lần trích dẫn những phát biểu của huấn luyện viên Erik ten Hag và điểm chung trong cả 3 phát biểu này đó là sự xuất hiện của cụm từ cải thiện. Rõ ràng là ở tuổi 22, Anthony có nhiều thứ để học hỏi, nhưng đây cũng là thời điểm tốt nhất để anh học cách tiết chế lối chơi màu mè, thiếu hiệu quả của mình. Tất nhiên, với một cầu thủ trẻ ham muốn thể hiện bản thân là điều dễ hiểu. Ở độ tuổi của Anthony, Cristiano Ronaldo thậm chí còn thích biểu diễn kỹ thuật nhiều hơn. Tuy nhiên, đó lại là thời điểm mà mọi mặt cỏ tại nước Anh bị cầy nát giữa những bước chạy của siêu sao người Bồ Đào Nha. Sải chân dài, kỹ thuật cá nhân thượng thừa, những cú sút xa uy lực và khả năng sử dụng cả hai chân rất tốt giúp cho CR7 quá khó bị bắt bài. Khác biệt đơn giản nằm ở sự hiệu quả. Ronaldo có được sự hiệu quả khi anh vẽ vời, còn Anthony thì chưa. Nhưng rồi đến một thời điểm trong sự nghiệp, chính Ronaldo cũng nhận ra rằng sự đơn giản đôi khi lại là đỉnh cao của sự hiệu quả. Suy cho cùng thì bóng đá cũng là một môn thể thao giải trí. Ronaldinho, Neymar, Messi hay Cristiano Ronaldo được người ta mê mẩn bởi những pha xử lý kỹ thuật tinh tế và điệu nghệ của họ khiến cho các khán giả cảm thấy phấn khích. Nhưng đồng thời bóng đá cũng là một môn thể thao đối kháng, nơi bạn làm tất cả để đem lại chiến thắng cho đội bóng của mình. Những ngôi sao kể trên là những bậc thầy của kỹ thuật, nhưng họ cũng là những bậc thầy về việc dung hòa tính biểu diễn cùng sự hiệu quả. Bởi trong thế giới bóng đá khắc nghiệt ngày nay, tính giải trí đã bị hạn chế đi rất nhiều và kết quả mới là thứ được đề cao. Việc bị thay ra khỏi sân ngay từ hiệp 1 vào rạng sáng ngày hôm nay mới chỉ là bài học đầu tiên dành cho Anthony, nhưng đó cũng sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho ngôi sao người Brazil khi mà từ khóa cải thiện là điều mà huấn luyện viên Erik ten Hag yêu cầu từ anh không dưới một lần. Anthony vẫn có thể xoay con ba bởi đó là thương hiệu của anh, nhưng ít nhất hãy đặt nó giữa làn danh của tính giải trí và sự hiệu quả. Tháng 10 này, bộ truyện tranh được chờ đón nhất: Bí ẩn Ozone. Thế giới của phép thuật. Và những câu chuyện kỳ bí. Tháng 10 năm 2022. Đón chờ nhé.